Nhìn clip là biết review về con hàng gì rồi đúng không các bạn? Ê, còn tôi thì sao ông kia? Ông hứa là review tôi hồi nửa tháng trước luôn á. Ông cứ bình tĩnh nào, đợi hết cuối tuần rồi tôi mới làm review được về ông nha. Ok, lẹ lên, tôi có súng đó. Ayo, xin chào, mình là Nhiễm Hàng Hiếm và hôm nay chúng ta sẽ review về một mẫu Gunpla. Đó chính là Gundam Advanced Tertium, một bubble suit của Shido Misaki trong tập cuối của series Gundam Build Diver Rewrite Season 2. Về phần cốt truyện, như các bạn đã theo dõi, sau khi được team Build Diver cứu, Gundam Selsam của Shido Misaki đã trở lại hình dạng của Gundam Tertium cũ. Và cũng trong trận chiến cuối cùng với Alus, anh ta đã nâng cấp Gundam Tertium thành Gundam Advanced Tertium bằng bộ trang bị Tertium Arms. Và sức mạnh của nó thì không cần phải bàn cãi, chỉ một cú bắn thì nó có thể hạ được một con Dotress bự trong tập 25. Bên cạnh đó, Advanced Tertium cũng được trang bị các phụ kiện giống y như là Gundam Tertium, bao gồm cả hai khẩu Beam Rifle và hai Beam Saber. Về phần Model Kit, Gundam Tertium của chúng ta có một phong cách nó hơi là Zeta. Cũng đúng thôi, bởi vì dựa trên Gundam MK3 của series Mobile Suit Gundam Zeta mà. Về màu sắc của Gundam Tertium bao gồm màu trắng, màu tím nhạt ở bộ giáp, màu xanh và một số chi tiết màu vàng ở ngực cùng với đó là V-fin. Và cuối cùng đó là màu xám đặc trưng của bộ frame. Tấm sticker lần này nó rất là nhỏ, chỉ bao gồm mắt và camera sau cùng với đó là một khẩu Beam Rifle thôi. Ok, thì thường thì mình sẽ không show các cái box art ra. Tuy nhiên thì đối với box art của Gundam Tertium lần này, Tertium này nó có một điểm đặc biệt. Các bạn cũng đã thấy qua rồi, đó chính là cái phần này. Đây chính là cái logo 4D Anniversary Gunpla, Gunpla 4D Anniversary something. Thì cái logo này á, lúc đầu mình cũng không biết là gì hết, bởi vì mình đơn giản là mình chỉ đặt con Tertium này ở trên cái web bán hàng của Gundam Việt Nam Official trên Shopee thôi. Thì vô tình sau khi họ deliver cho mình á, thì mình thấy rằng là cái con này nó có một cái logo này. Cho đến khi mình mở bên trong ra thì bạn biết cái nó có cái gì không? Nó cũng y như là con Tertium bình thường thôi, nó cũng không có gì cả. Thì đây là những gì mình đã ráp xong rồi. Và cái thứ mà mình nhận được đó chính là cái đây. Thì đây chính là cái quà, phần quà mà mình nhận được ở bên trong nó. Thì nó chỉ đơn giản là một cái dây đeo thôi. Nhưng mà đối với các bạn sinh viên thì đây gần như là một cái món quà nó rất là hay, bởi vì các bạn có thể sử dụng nó để đeo cái thẻ sinh viên này. Đấy. Và trên cái biểu tượng nó sẽ có Gunpla 4D Anniversary. Đấy. Còn cái mặt bên ngoài á thì nó có cái biểu tượng của Freedom Gundam nè. Là Gundam Barbatos nè. Bên phía này thì có hình của tổ Gundam nè. Và cuối cùng là hình Unicorn Gundam. Và mình thấy cái dây chuyền này nó cũng rất là hay nha. Các bạn cũng có thể sử dụng cái này để làm cái dây đeo điện thoại ở trên cổ. Nó cũng rất là hay nha. Về ngoại hình thì như mình có nói ở trên, theo mình Gundam Tertium có ngoại hình đẹp và hay hơn Gundam Selsam. Về chiều cao thì Gundam Tertium khá là cao. Ở đây mình sử dụng Gundam Tri-A Magnum và Gundam Anima Ris để so sánh. Về quá trình build, mình cũng đánh giá đây là một cái quá trình build tạm ổn và giống đến 90% so với lại Gundam Selsam. Tin mình đi, đến 90% lần đấy. Nguyên nhân về sự ra đời này, chủ yếu đây vẫn là chủ đích của Bandai vì họ muốn kiếm tiền. Trước đây cũng có Gundam Amazing XCR và Gundam XCR Dark Matter. Cùng với đó là còn Gundam A2 Magnum và Gundam A2 Magnum SV version nữa chứ. Về phần biến độ cơ động, phần đầu có thể xoay như thế này, gập lên, gập xuống. Mặc dù có cái phần cổ giáp khá cao, nhưng nếu các bạn có thể cẩn thận thì chúng ta vẫn có thể xoay được một vòng như thế này. Đối với phần ngực có thể xoay qua xoay lại, nó gồm một khớp bon, khớp tròn các bạn có thể gập lên gập xuống, gập lên phần ngực như thế này. Đối với phần vai
chúng ta sẽ được liên kết bằng phần khớp BC như bình thường. Phần tay có thể xoay vòng tròn và phần BCI lần này rất là chắc, cho nên chúng ta có thể đảm bảo cái độ cứng. Phần giáp vai có thể đưa lên tầm như đây, tay có thể đưa sang ngang như đây. Oops. Phần vai có thể đưa ngang tầm bao nhiêu đây, và nó không thể xoay, chỉ có thể xoay ở phần khuỷu tay thôi. Và cú gập tay của nó thì chỉ 90, mình cũng không hiểu tại sao. Bàn tay là một khớp bi, tuy nhiên thì phần bàn tay này nó hơi là chặt, cho nên các bạn cẩn thận khi chơi là được. Váy trước có thể dở lên, các bạn có thể cắt váy để có chuyển động tự nhiên hơn. Váy hông có thể gập ra được tầm bao nhiêu đây, xoay qua xoay lại một xíu. Phần váy sau là một cái váy cứng ngắc, đây là cú đá ra phía trước, rất là ok. Đá ra phía sau gần như là không thể do phần váy sau khá là dài. Và đây là cú sạc qua bên hông, khá là tốt. Đây là cú gập chân, mặc dù phần chân khá là to nhưng mà cú gập chân vẫn rất ấn tượng. Phần giáp phía sau này có thể gập lên và phần giáp trắng cũng có thể gập lên. Phần giáp ở phía trước chân là một khẩu beam cannon, các bạn có thể lật lên để sử dụng. Phần giáp trắng cổ chân có thể trượt lên như thế này, phần chân có thể gập ra gập vào một xíu và trượt ra làm phía sau. Về phần phát phát thì ba cái chấu tròn này nó có thể xoay. Về phần phụ kiện thì mình sẽ nói về phụ kiện của Gundam Tertium trước nhé. Bao gồm đó là hai khẩu beam rifle, hai beam saber và bốn cái bàn tay. Hai cái bàn tay các bạn đang thấy trên tay của nó là hai cái bàn tay của Gundam Anima Rise nhé. Đối với khẩu beam rifle thứ nhất, nó cũng giống như các kit HG bình thường, một khẩu súng dựa trên Gundam MK3 chính là khẩu này. Và nó còn có thêm một cái băng đạn để các bạn gài vào cho nó vẻ chân thực hơn. Đối với khẩu thứ hai thì nó cũng tương tự và nó cũng có một miếng sticker ở phía trước. Và ngoài ra nó cũng có một cái băng đạn ở phía dưới. Tuy nhiên phần băng đạn này nó hơi khó lấy ra một xíu, nhưng mà nó cũng không sao đâu, bởi vì nếu mà lỡ làm mất thì bạn vẫn còn dư. Và mình thấy khẩu súng này nó khá giống khẩu Bulldog trong trò bắn súng Valorant của Riot nhỉ. Để trang bị súng vào tay thì các bạn chỉ việc tháo phần giáp bàn tay ra, sau đó gắn lại là ok. Thiết kế của phần cán cầm rất là chắc, cho nên các bạn sẽ không có vấn đề gì đối với việc cầm súng. Gundam Tertium với 4 khẩu súng như thế này thì cực kỳ hay nhỉ. Nà, cũng không hay lắm, nó cũng khá là tạm ổn thôi chứ cũng không là hay đâu. Tiếp đến đối với beam saber, các bạn sẽ có 2 phần cán beam và 2 hiệu ứng beam, chỉ cần gắn vào thôi. Và cái phần beam saber hiệu ứng của mình nó khá là cong, nhìn giống cây đao hơn. Và để trang bị vào tay, các bạn chỉ cần thả vào tay và ok. Tuy nhiên thì cái phần bàn tay nó hơi rộng một xíu, cho nên các bạn cẩn thận, bởi vì nó cũng khá dễ rơi. Và các bạn cũng sẽ không có nơi để các bạn cất hai cái vũ khí beam này, cho nên các bạn cần phải bảo quản kỹ nhé. Ngoài ra hai khẩu beam này nếu như bạn không sử dụng, các bạn có thể gắn nó vào chốt ở phía sau như mình ở đây. Nhưng các bạn chỉ gắn được một bên thôi. Tiếp đến đó chính là bộ Tertium Arms. Nó sẽ bao gồm một bộ booster, một cái backpack adapter nói và một khẩu long beam rifle, có nghĩa là một khẩu beam rifle tầm xa. Và đây chính là bộ backpack cùng với lại pack adapter nói. Mình sẽ tháo hai cái phần booster bên hông ra trước nhé. Thì đây chính là cái phần bắt nói giúp các bạn custom. Thực sự thì các bạn cũng không sử dụng pack này khi bạn có Gundam Tertium đâu. Còn đối với hai cái bộ booster này thì nhìn nó rất là hay. Ngoài ra bên hông còn có trang bị hai phần khiên. Cái phần chốt này có thể gập lên, gập xuống được giống như thế này. Phần khiên này sẽ được gắn vào phần booster bằng một cái chốt trượt, các bạn chỉ cần trượt ra hoặc là trượt nó vào tay là ok.
hai cái khiên này cũng có thể gắn vào nhau bằng cái chốt như các bạn thấy ở đây đấy. Phần khiên này nó khá giống với lại khiên của Gundam MK2. Rõ ràng thôi, bởi vì con Tertium dựa trên Gundam MK3 mà. Và cuối cùng đó chính là khẩu Long Beam Rifle. Khẩu súng này có cái khả năng đó có thể gập ngược nòng súng lại, phần màu xanh này sẽ gập đè lên. Đấy, và đấy là phần súng, mình sẽ nói đến cái công dụng của cái phần này sau nhé. Còn khi các bạn sử dụng thì các bạn cẩn thận trong cái việc gập nó ra, bởi vì cái phần, cái chốt gập súng này nó cũng khá là mềm, cho nên là các bạn cẩn thận khi chơi là được. Còn mình thì nó cũng không có bị vấn đề gì hết. Để trang bị vào thì các bạn chỉ cần nhét nó vào tay. Tuy nhiên cái phần tay cầm này thiết kế khá là ngốc nghếch, cho nên là các bạn thấy đó, nó bị lỏng ở cái phần bàn tay ra. Khắc phục thì các bạn chỉ có thể chèn giấy một xíu là ok. Còn hai phần booster hai bên các bạn cứ gắn vào phần bên lưng nhé. Và đây chính là Gundam Advanced Tertium hoàn chỉnh. Ok, đối với phần One Point Technique này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái việc sử dụng cái khẩu Tertium arm này. Nó có thể gắn vào phần Force Launcher của Gundam Tertium. Và cái khẩu Force Launcher đó được bán riêng. Mà mình thì cũng chưa kịp mua cái bộ đó luôn, cho nên mình sẽ sử dụng đỡ cái phần khẩu Force Launcher của con Gundam Tertium nhé. Nó chỉ khác màu thôi, nó cũng không ảnh hưởng mấy đâu. Và đây chính là khẩu Force Launcher của Gundam Tertium. Để gắn cái khẩu Long Beam Rifle vào phần này, các bạn sẽ cần phải tháo cái phần khiên màu đỏ này ra. Ok, tiếp đến đó là các bạn tháo luôn cái bắt chốt màu đỏ. Và tháo làm đôi luôn khẩu Force Launcher này ở ngay chỗ này. Nhưng mà nó hơi cứng nên mình sẽ dùng cái đồ thắt bắt để lấy ra nhé. Nó hơi là chặt cho nên các bạn thao tác cái việc này nên cẩn thận một xíu. Do cái phần phát nhựa này nó cũng là nhựa dẻo, cho nên mình nghĩ là các bạn cần phải tập trung một xíu, nếu không nó sẽ bị gãy rất là uổng. Và sau khi các bạn mở xong thì các bạn chỉ cần tháo cái phần nòng súng này ra. Đấy. Tiếp đến các bạn gắn phần nòng súng của Long Beam Rifle vào trong cái nòng của khẩu Force Launcher. Sau đó các bạn gắn lại như cũ là được. Gắn tiếp phần màu đỏ này lại. Cuối cùng là gắn phần bên hông là phần khiên. Cuối cùng thì gắn phần này vào bên hông pắc pắc là được. Và đây, đây chính là khẩu Long Beam Rifle sau khi nó được gắn vào phần Force Launchers. Để sử dụng thì các bạn cũng sử dụng giống như Gundam Tertium. Thay vì sử dụng nòng súng cũ, bây giờ nòng súng mới sẽ là khẩu Long Beam Rifle. Tuy nhiên nhược điểm của cái phần nòng súng này là nó khá là nặng nhé. Sau đó các bạn chỉ cần gập phần tay cầm lên và cho Gundam cầm là ok. Đối với mình thì cái phần One Point Technique lần này nó không hay cho lắm, bởi vì khẩu Long Beam Rifle này mà gắn chung với lại cái Force Launcher thì nhìn nghe nó khá là vô lý và nó cũng không quá hay. Kiểu là một khẩu súng cực mạnh bắn tầm cực xa luôn đấy, mà mình khá thấy nó nặng nề, nhưng mà vẫn có một phong cách gì đó rất giống là Gundam XCR Repair 3. Ok, theo đánh giá của mình thì Gundam Tertium là một kit khá là đáng mua. Mặc dù vẫn còn một vài lỗi nhỏ như là một số các cái bộ phận nó bị lỏng,
Nguyên nhân này là cũng bởi vì do xài chung phần thiết kế với lại Gundam Celsom. Tuy nhiên phần trang bị Tertium Arm là một cái... Tuy nhiên phần trang bị của Gundam Tertium là quá ít, chỉ hai khẩu beam rifle và hai beam saber thì nó không đủ. Cho nên mình khuyến khích các bạn nên mua thêm bộ Tertium Arm để có một con Gundam Tertium phiên bản cao cấp hơn nhé. Quá trình build của Gundam này nó cũng đáp ứng được tương đối đầy đủ với những cái yêu cầu của mình. Phân chia màu sắc thì nó khá là hay. Và với những ý kiến trên của mình thì mình nghĩ các bạn có thể tự đưa ra quyết định rồi đúng không? Nhưng đó chỉ là toàn bộ những suy nghĩ và ý kiến của mình về Gundam Advance Tertium. Còn các bạn thì sao? Hãy comment bên dưới. Hãy like, đừng quên bấm subscribe và ấn chuông để nhận thông báo khi mình ra video mới nhé. Các bạn nếu mà đủ 1000 sub thì mình sẽ give away con Gundam Entry Ray đó. Thêm một điều nữa là từ tuần này mình nghĩ mình sẽ bắt đầu ra 2 clip mỗi tuần và mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình lâu dài để mình có thể cố gắng làm thêm thật nhiều video hay nhé. Nhí Mạng Hiếp, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.